kinh lão hoa kinh nào nàng kinh cải thế bằng kinh xa nàng kinh thằng xe đấy đây này họ vũ tàng văn này họ vũ trình nô lục minh ma cầu cây cột bàn đốt đan ma cầu bàn cột chùa văn 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 tí đào thân tìm ma thần cán nào thân đi tí tâm thì ma này càng thân đăng ma sinh khi đa thính ma và bèo đinh thần can tìm ma bình áo á ga thì đa thính ma ra rì rù gốc ma na thần can thính ma đa quang đô gốc xôn thính áo đưa thên công thên vô chô công chô bô gốc cao mi hồ chô mi thay tham tơi đầu cầu tơi quan na thẳng tơi âu bên mô á chô âu bên vào nói bao lời đây lòng tôi này lòng kinh nói
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Chị mệt về ngủ được không này? Có mệt không? Bây giờ? Có mệt không? Bây giờ vẫn 3-8. Mệt thì về ngủ đi. Để bọn em phát kiến cho tí nữa bảo săn là ăn sang. Sao ngồi thế này mỏi? Sao ngồi thế này mệt mỏi mà. Bây giờ nó đang tranh vế còn đủ mà biết hôm nọ bà kêu trời lên kêu đất lên. Mệt mỏi. Không quan. Không. Đang tranh. Cũng như chị này à? Ừ. Cũng bị như chị đấy luôn. Đi 11 đi viện 11 ngày rồi không ra bệnh gì. Thế là mình làm giới thiệu xuống đây làm. Ôi giời chị ơi, quay bà đi 5-6 chỗ. Đi liên tục. Nhưng mà phải 3 năm. Nó bảo 3 năm rồi mà. Bà đấy bị 3 năm rồi, 3 năm rồi. Thế là người ta bảo là đi thế xuống đây đây để xem cứ đến giờ bắt đầu làm vào lắm. Và xong bảo là làm hoa mắt không dậy được. Cũng bị hoa mắt. Cũng hoa mắt kêu trời kêu đất lên. Ông chồng xuống đây ông chồng còn cái lúc mà đang làm ông chồng còn run cộp cộp ấy. Xuống đây là chị đang run này. Nhưng run cộp cộp xong rồi nó bảo là bây giờ nó là kêu khó chịu lắm rồi bảo thế là bảo ma đang tranh nhau đấy. Thế là làm xong rồi là mấy hôm xong rồi nó mới xách một túi hoa quả xuống đây đặt lên trên bàn 200. Thế mình bảo là cháu không nhớ, cháu không nhớ chú ở đâu nhỉ? Còn ở đâu nữa là trước không nói chú xuống đây làm rồi, làm khỏi rồi, bây giờ cô khỏi rồi chúng tạ ơn nhà thầy. Thế là tốt rồi. Chiều nay được ra viện rồi, về từ lúc đấy thì là tối xuống sáng sau là khỏi. Ăn được cơm luôn đó bạn đấy. Thank you.
Sơn mà không đi à anh không phải 22 229 đi em ơi, không phải nhà đấy, nhầm ngày rồi, thông cảm nhé, hôm nào vào uống chân rượu. Chiều hay là không phải hôm nay, nó lại là 27 29 à, mời nó gửi sang điện thoại. Chào mọi người nhé. Xa lắm.